Mới đây, một dự án sản xuất điện mặt trời có tên là Turner đã được triển khai tại sa mạc Sahara, Tunisia. Dự án này được kỳ vọng sẽ mở ra một hướng đi mới cho ngành năng lượng, đồng thời giúp châu Âu giảm bớt sự phụ thuộc vào các nguồn năng lượng hóa thạch. Hàng loạt tấm gương sẽ được sử dụng để tập trung và phản chiếu ánh nắng gay gắt tại sa mạc Sahara tới một tháp trung tâm, giúp đun nóng nước với nhiệt độ 500 độ C. Hơi nước sẽ cung cấp năng lượng cho tua bin để sản xuất ra điện năng. Với phương pháp tập trung năng lượng này, nhà máy có thể sản xuất ra điện ngay cả khi mặt trời đã lặn, điều mà những tấm pin mặt trời truyền thống không thể làm được. Nguồn điện sản xuất ra sẽ được truyền tải tới bờ biển Tunisia trước khi đến châu Âu thông qua hệ thống cáp ngầm chuyên dụng. Đây mới chỉ là bước khởi đầu trong việc mở ra một lối đi mới cho ngành năng lượng. Những dự án như thế này sẽ giúp chúng ta giảm bớt lượng khí thải carbon và tận dụng tối đa những nguồn năng lượng sạch từ sa mạc. Theo các nhà sản xuất, mục tiêu mà dự án hướng tới là cung cấp đầy đủ điện năng cho 2 triệu hộ gia đình châu Âu vào năm 2018. Đến đây, bản tin Tài chính Kinh doanh sáng nay xin được kết thúc. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.